Và lon này chúng ta đến với TCM lưu nhá. Thế tuần này bắt đầu từ tuần này chắc là cái công việc mình nó hơi bận ấy, cho nên là chắc là sẽ điều chỉnh giảm xuống nhá. Bỏ thứ thứ ba và thứ năm phát đi đúng không? Tuần này 5 buổi thôi. 2 4 6 7 chủ nhật và các tối 19 giờ. Còn nếu ai hay theo dõi thì chịu khó để ý mình một chút nhá. Thế còn trong tuần vừa rồi thì trong buổi vừa rồi thì mình cũng mới thêm được một vài cái thông tin thôi đúng không, rất ít, thêm một chút, hiểu thêm được một hai cái khái niệm gì đấy đúng không, cảng cạn gì đấy, ICD rồi report rồi kho CPS rồi. Thế còn có một vài cái đáng chú ý thì không biết là bao giờ triển khai đúng không, kết nối với dự án của tổng ty, dự án 3,2 hecta để nó Phú Hữu, nó ngay cạnh bên Cát Lái đấy đúng không, cảng thủy nội địa quận 9 rồi. Công ty làm trong rồi đúng rồi, thủ đức ok rồi đúng không? Thì thực ra là cái cảm giác và cái thông tin mà để đánh giá của TCMU rất là ít, không đủ. Tức là nếu gọi là đi đi nghiệm lại thì thấy không đủ. Ví dụ chẳng hạn như là có đồ kho bãi rồi cảng mở gì đấy đúng không? Thì không thấy doanh thu, thấy lợi nhuận của từng cái mảng ấy đâu. Rồi ví dụ như là có thể là mình chưa xem đúng không, nhưng mà có thể là trong cái đại cổ đông ấy chưa chắc là có rất nhiều người ta hỏi, người đi họp người ta hỏi nhưng mà chưa chắc là đã đăng cái đấy lên, sợ là không đủ thông tin, lại nhìn cách trình bày hơi sơ sài, có thể là họ đang gọi là tập làm nháp ở con, nên là nó chưa chắc đã đủ thông tin đánh giá này, có khi phải đi họp tận nơi cơ đúng không? May ra mới đủ hết các thứ được. Hay là các dịch vụ này vốn dĩ ngôn từ là cũng là so với người đại chúng chung là cũng là khó. Đây mình thử tiếp nhá, hôm nọ hình như là đang dở trang 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 14 15 gì đấy đúng không? Rồi, đang đây. Hoạt động kinh doanh chính như nào đúng không? Khách hàng chủ yếu của công ty là các công ty kinh doanh xuất khẩu, chuẩn rồi đúng không? Các forwarder, rồi thử Google dịch cái đúng không? Báo đây là người giao nhận, ok, đúng không? Nghe từ vẫn còn dịch được. Cho nó tập trung vào toàn bộ các công ty có hoạt động kinh doanh kho bán rồi đúng không? Bán vào kho bãi. Hiện nay là kho bãi thì gần như là mình đang định hình là nó chỉ ở mỗi Cát Lái thôi. Bây giờ là làm nào là phải thứ nhất là có rồi cái chuyện là thiếu thông tin này, thiếu thông tin thì có mấy kiểu thiếu này là doanh thu và lãi từng mảng là không có này đúng không? Những thông tin rất quan trọng rồi, công suất, tỷ lệ full công suất đúng không? Ví dụ kho của bạn là bao nhiêu mét đấy đúng không, thì theo dự kiến là mới được 68 hay là 88 gì đấy đúng không, hay là 80 gì đấy, còn dư đúng không, nếu mà full thì phải đề nghị phải một cái vết nào mở rộng, còn nếu trường mà không full thì mình xem mình biết, thì đồng thời thấy nhu cầu bây giờ đang cao hơn thì đương nhiên là đánh giá là sẽ tốt lên đúng không, nhưng hiện nay là không nhìn được cái gì cả đúng không? Là không có thông tin. Đúng không? Chúng ta rất thiếu những cái thông tin như này. Rồi. Giờ là trò này là khó xử lý đây. Đúng không? Đúng không? Đây, những thông tin mà theo như mình cảm nhận là mình đang thiếu. Rồi xem nào. Các nhóm sản phẩm dịch vụ công ty hoạt động hay tập trung chủ yếu vào dịch vụ bốc xếp hàng hóa trong kho này, dịch vụ xếp dỡ hàng hóa ở bãi này, dịch vụ lưu kho, dịch vụ lưu bãi, các dịch vụ vận tải hàng rời, đóng gói, kiểm đếm, khai thuê hải quan, rồi và trong đó bán nhiên liệu, cái tí tẹo thì thôi, bán nhiên liệu chắc là bán xăng, xăng dầu, dịch vụ bốc xếp hàng hóa trong kho bãi đây.
Rồi. Xếp dỡ container. Dịch vụ xếp dỡ container thực hiện. Hiện nay chủ yếu thực hiện cho tổng ty Tân Cảng Sài Gòn chỉ mới thôi. À. Đến năm 16 thì còn có 18 rồi, đúng không? Giờ là mình cũng không biết là cơ cấu này như nào. Hiện tại công ty quản lý cái thôi, rất lớn, cảng cát lái là 131.000 mét bãi, 27.000 kho và cảng mở, bãi là 50. Rồi. Thiếu đúng không? Là thiếu rất nhiều thông tin, thử xem như nào. Để bà công nhất nhá. 100 700. Trăm bốn năm như này rồi biên lại khá khá lớn đấy nhỉ, hay cũng phải hơn 20%. Mấy năm nay không biết là như nào, cũng vẫn thế đúng không? Nó là một cái tỷ lệ nào đấy rồi, nó là một cái tỷ lệ rồi. Năm nay như là có tăng thì phải, đúng không? Bật thử lại quý 3 doanh thu các thứ xem nào. Nguyên vật liệu, công ty hoạt động. Xăng dầu nhớt. Rồi, đúng không? Hôm nay thì cái này có vẻ như là bị giảm. Giảm cái đoạn Covid là giảm rất mạnh, gần đây thì bắt đầu đang 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 tăng dần lại. Đúng. À cái này nó chỉ chiếm khoảng tầm gọi là 10% đi đúng không, 10% giá vốn đúng không, máy thì không không đáng ngại lắm. Nếu giá dầu nhảy lên 20%, 20% thì còn chỉ có 10% coi như nhảy 200, 200 cái này khoảng 9 tỷ, thế thì cũng không sợ lắm. Rồi năm nay doanh thu vẫn tăng nhá, vậy là vẫn đúng, vẫn đang trôi. Đúng rồi, khả năng là vẫn đang trôi. Thì sợ là cái thông tin chính thống không đủ thông tin, chi phí sản xuất tỷ tỷ lệ từng loại chi phí trên này là bóc tách trong báo chính rồi. Giá vốn là chính, sau đó đến chi phí quản lý doanh nghiệp đúng không? Cái này chắc là lương lậu các kiểu rồi. Chi phí tài chính có 3%. Trình độ công nghệ, công ty không tăng cường quản lý nhiều phương tiện vận tải. Đúng rồi, thế thì cái thằng này tài sản cố định có cái phương tiện vận tải là có thể là loại nhiều ấy. Rồi, thua một vé thiết bị thôi. 270 này. Bây giờ còn có 52 thôi, từ lâu năm giờ là khấu hao là 22 tỷ. Ừ, khấu hao nhanh nhất luôn, 22 tỷ bây còn 52, cả năm như thế tính ra là cũng phải khoảng 29 30 tỷ, 29 tỷ. Như vậy là so với cái số liệu này thì gần như là sẽ không lấy thêm năm nữa đúng không? Là sẽ hết khấu hao, như vậy là cũng ngắn. Đúng không? Còn ai thích thì đợi, đúng không? Tất nhiên là chúng ta phải tính cả cái chuyện là nó sẽ cuốn chiếu hết dần chứ nó không phải hết trong một lần, đúng không? Mình có thể phương tiện vận tải ông ấy mua thành nhiều rất nhiều lần. Đây đã tạm hết có 2 3 tỷ rồi đây, đúng không? Nhà thiết bị hết hết 97 tỷ rồi. Đúng rồi. Như này là sẽ hết dần nữa chứ không phải là hết trong một lần, rất có thể là như thế.
có thể sẽ phải lấy cái báo cáo xa xa một chút đúng không, để gọi là xem từng năm nó nhảy như nào, khi 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 nhìn thấy nó nhảy như nào thì mình mới mới đoán được đúng không. Rồi thôi để xem tiếp đó, xe công lúc đấy là có 12 cái, xe công điện là 55 cái, xe đầu kéo NB 37 cái, xe đầu kéo này là 67 cái, cẩu nó TG là 4 cái. Rồi cũng ghi nhận thế thôi đúng không, nhưng mà thời điểm này thời điểm báo cáo của năm hay chắc là theo năm 16 ấy, bên sàn 57 mà tháng 6 năm 17 nhỏ thôi, không còn ghi cũng được rồi. Nếu mà ví dụ như là ghi thì ghi tắt được báo cáo theo bản cáo bạch 2017 lên sàn thì có sẽ nâng công 12 chiếc, sẽ nâng điện 55 cái, sẽ đầu kéo NB ghi lại vậy đúng không? Ghi cho nhớ vào đầu, sẽ đầu kéo bỏ chữ NB đi đúng không? Cái này là có 67 cái. Cuối cùng là cẩu. Ồ, kéo nó hơi quá. Cẩu cẩu. Cẩu nó TG. Cộng 1. Cộng 4 chiếc. Vậy là chúng ta ghi nhận là về thiết bị là như thế. Nhưng có thể cái đề báo cáo thường niên vừa rồi là nhiều hơn rồi. Các hợp đồng lớn đã thực hiện. À, hợp đồng thuê thì thường là một năm luôn, đúng không? Các công ty đại lý công nhận, biết, ra Khải Minh, rồi. Hợp đồng vận chuyển container, công ty sản xuất kinh doanh xuất khẩu, Phú Tài, ô. Phú Tài nhé, Phú Tài cũng ở trên sàn. Công ty Dược Trung 2. Rồi. Hợp đồng thuê phương tiện 1 năm. Ồ. Cho thuê xe đầu kéo cẩu ở thế không? À. Hợp đồng với thằng mẹ. Rồi. Chắc thiếu thiết bị đi mượn. Hoặc là mượn lại ông là cho mượn lại công ty mẹ. Rồi. Rồi. Đây là báo cáo tài chính công ty mẹ đúng không? Cái này mình lướt thôi. Cập nhật xem nào, nó có hơn gì không? Chắc hơn chút xíu. Tổng tài sản 480, đây là 600 à. Như vậy là ở tài sản của mỗi thằng con cũng chiếm khoảng phần 1/4 tài sản của cả nhóm. Rồi. Ngày xưa nhưng có vẻ là nhận tăng nhanh hay sao đấy? Lại hai ba tư bốn tám năm tư, nhưng mà từ 23 cho đến tận 27 là mình thấy cũng tăng nhưng mà chậm. Nếu mà đây cách nhau 4 năm lợi nhuận là gần như không tăng, nên có đoạn chứng rất là lâu. Năm nay mở mới mua mới trong kỳ là 15 tỷ cũng ít, năm giỏi lắm 20. Nói chung là hôm nay là vẫn cứ đầu tư di chắc thêm chứ nó không hoàn toàn là chứ không hoàn toàn là không có gì à, hoàn toàn là để im không không làm gì, thì có thể thậm chí là cái này nó sẽ còn hết khấu hao sớm cơ, còn chiếu sớm. Đúng rồi, nó sẽ ngay cơ chứ nó không phải là giống như bên điện là đến đúng lúc hết nhà máy đâu. Thế
nó cứ là ngay dần ngay dần ngay, tức là mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí, mỗi kỳ một tí, rất có thể sẽ như thế. Mà thế gần như là vẫn còn một cái điểm này thôi. Còn cổ tức thì 20% năm thì cũng được đúng không? Theo cái giá thời giá như bây giờ thì gọi là tạm, trừ thuế thì chắc còn khoảng 7 mấy trăm thôi. Đúng rồi, thôi cứ tạm thế đã đúng không, chúng ta kiểm đếm tiếp đúng không? Khám đi phát tân cả số tiền. Rồi rồi, có một cái có nhắc đến một cái từ gọi là tân cả số tiền đúng không? Em mình thử xuất thử đúng không? Em là gì? Website của chính tổng ty luôn. Ông có ông tổ chức khai trương lễ khai trương thì có tân cảng số tiền quận 9 rồi, cũng ngay quận bên đấy, vị trí là một report thuộc hệ thống bãi thì đây đúng không? Tôi xem như là một cung nối dài của cảng Cát Lái rồi, report TC số tiền tôi cảm nhận cái chất. Tổng ty tân cảng Sài Gòn Tân An.